Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Phụ TV. Thì tính tới thời điểm hiện tại thì cũng đã khoảng là 3 tuần kể từ cái lúc mà cái phiên bản iOS 13.3 bản chính thức ra mắt. Thì mình cũng có xem, mình cũng đã có làm một cái bài review dành cho các bạn ở cái phiên bản này rồi, một cái bài review đầu tiên. Tuy nhiên thì sau khoảng 3 tuần thì khi mà mình dùng thì sẽ có rất là nhiều những cái điều mà các bạn cảm thấy khó chịu, đúng không? Và mình cũng có thấy ở trên một số diễn đàn mạng cũng như là trên Facebook thì có rất là nhiều bạn phàn nàn về cái phiên bản iOS 13.3 này. Thì ngày hôm nay mình cùng với các bạn sẽ cùng đi tìm hiểu xem những cái phàn nàn này là có thật hay không, và có nên cập nhật lên cái phiên bản hiện tại không, hay là chúng ta sẽ đợi một cái phiên bản iOS 13.1.1 bản chính thức nhé. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Đầu tiên, khi mà mình tìm hiểu và mình xem ở trên những cái trang Facebook, những cái cộng đồng chuyên về iPhone, thì sẽ có khá là nhiều những cái bạn chúng ta phàn nàn về cái phiên bản này. Đầu tiên đó chính là việc về lỗi máy, nóng máy và hao pin. Cái thứ hai đó chính là dễ bị gọi là reboot lại máy và bị lỗi khi mà các bạn kết nối với iTunes. Và cái thứ ba đó chính là cái việc trên những cái chiếc máy cao cấp hơn có Face ID thì sẽ bị lỗi Face ID. Thì đây sẽ là những cái phàn nàn của các bạn và chúng ta sẽ cùng đi bóc tách từng vấn đề. Đầu tiên đó chính là về phần lỗi hao pin, thì mình xác nhận là có. Ở đây các bạn đã rất là quen với cái chiếc iPhone 7 Plus của mình rồi, và thực sự thì khi mà hiện tại ở trong này thì mình dùng pin dung lượng chuẩn thôi, mình không dùng pin dung lượng cao, còn con bên này thì dùng pin dung lượng cao này, con màu trắng mình đã test cho các bạn rồi. Còn với cái chiếc iPhone 7 Plus gốc của mình thì mình dùng cái pin dung lượng thường với 2900 mAh, và thực sự khi mà mình sử dụng nó một thời gian, các bạn có thể thấy đây, tình trạng pin của mình còn 99% nhé, không bị chai luôn. Tuy nhiên thì các bạn có thể thấy những cái tác vụ của mình dùng cũng rất là bình thường thôi. Facebook, Messenger, Instagram là chủ yếu, và khi mà mình tìm hiểu về cái biểu đồ khi mà mình sử dụng 24 giờ qua thì thực sự nó sụt giảm rất là nhiều, và không thể nào mà nó trụ cho mình được khoảng là một ngày cả. Thậm chí là nếu như mình rút sạc khoảng 9 giờ sáng thì ở cái phiên bản iOS 13.3 mình dùng tới khoảng 5 giờ chiều với những cái tác vụ bình thường là Facebook Messenger để mình có thể trả lời và làm việc ở trên này thôi á. Thì tới chiều mình đã phải cắm sạc rồi. Và đây là một cái điều mà mình thấy khá là khó chịu khi mà mình lên cái phiên bản iOS 13.3. Đây là điều đầu tiên về cái lỗi này. Đúng, xác nhận là có thật. Lỗi thứ hai đó chính là về phần lỗi về iTunes. Thì mình cũng đã thử kết nối cả cái chiếc iPhone 7 Plus màu trắng này với lại cái chiếc iPhone 7 Plus của mình hay dùng vào iTunes để mình có thể tiến hành jailbreak cũng như là mình có thể tiến hành restore lại máy. Tuy nhiên thì từ lúc đó tới nay thì mình vẫn chưa gặp phải cái trường hợp nào như vậy cả. Và nếu như các bạn có gặp phải cái trường hợp đó thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé, thì chúng ta có thể cùng tìm cách để mà khắc phục được cái trường hợp này. Rồi, và cái cuối cùng thì về việc là Face ID và bị lỗi Face ID. Thì về cái phần này mình có tham khảo anh Hà, Duy Anh, Châu Giang, Phi, rồi là cả anh Phát ở người trong văn phòng, và kể cả một anh edit của Điện Thoại Vui vừa mới mua iPhone XS Max về nữa. Thì họ đều nói là cái Face ID hoàn toàn không có lỗi gì cả, vẫn dùng bình thường, không sao, dùng rất là tốt và không có gặp cái tình trạng là bị lỗi Face ID. Thì mình chưa biết là ở trong cái cuộc khảo sát của mình thì chỉ gom ở S-Media thôi, và mình chưa rõ là những bạn ở bên ngoài thì các bạn có gặp phải cái tình trạng này hay không. Thì nếu như các bạn có gặp thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Rồi, và một lỗi mà mình cảm thấy là mình gặp và mình rất là khó chịu đó chính là về cái phần bàn phím. Khi mà mình tiến hành mình typing, mình nhắn một cái việc gì đó thì nó rất là dễ bị nhầm giữa những cái phím này với nhau, và mình chưa biết cách khắc phục nó như thế nào. Ở trên cái chiếc iPhone 7 Plus này cũng vậy, tới lúc mình quay video thì nó lại không bị. Tuy nhiên thì cái lúc mà mình dùng bình thường, kể cả chiếc máy này hay là cái chiếc máy mà mình hay dùng thường ngày mình review cho các bạn, đều bị chung một cái lỗi, đó chính là cái lỗi về bàn phím. Mình đánh nhiều lúc mình cần một cái công việc đó, mình cần phải typing nhanh đó, thì nó sẽ rất là dễ bị nhầm giữa những cái ký tự này với nhau. Và những cái đó thì lúc trước ở những cái phiên bản trước mình để ý là hoàn toàn không có. Kể cả cái lúc mà các bạn có nhớ là mình bị hỏng cái màn hình đó, mình bị một cái đốm đen ở bên này nè, mình bị một cái đốm đen ở bên góc ở những cái xuồng trước, thì các bạn sẽ thấy ở bên góc trái như thế này. Tuy nhiên thì vẫn typing bình thường, vẫn không bị lỗi gì cả bên này đó. Và tới thời điểm hiện tại thì lại bị lỗi. Thì đây là một cái lỗi mà mình, ngoài những cái phàn nàn của các bạn và những cái họ đã public lên ở trên mạng, thì đây là một cái lỗi mà mình gặp riêng và mình muốn chia sẻ cho bạn.
Và chốt lại thì cái phiên bản iOS 13.3 này thì sẽ như thế nào? Đầu tiên, đối với những bạn nào mà chúng ta đã dùng rồi, những bạn nào mà chúng ta đã tải về, đã cập nhật rồi và dùng như mình bình thường những cái tác vụ khác và cái bàn phím thì đôi lúc nó bị lỗi á, thì chúng ta có thể chờ một cái phiên bản mới hơn và chúng ta có thể cập nhật lên. Còn những bạn nào mà chúng ta đang ở những cái phiên bản thấp hơn thì mình khuyên bạn nên ở đó và chúng ta đừng cập nhật lên nữa, để một thời gian thì có cái phiên bản mới thì sẽ cập nhật lên và khi đó mình sẽ review. Còn sẽ trả lời cho các bạn những cái câu hỏi lý do tại sao mà lúc đầu thì mình lại khen một cái phiên bản nào đó và lúc sau thì mình lại chê. Và các bạn nên để ý, khi mà Apple ra mắt một cái phiên bản iOS mới, gần như điện thoại vui là kênh đầu tiên ở Việt Nam, mình xua với các bạn luôn, kênh đầu tiên ở Việt Nam lên cái content về cái nội dung về iOS 13. Và chủ yếu cái content này mình sẽ chia sẻ cho bạn những cái điểm mới cũng như là những cái lỗi mà khi nhìn vào chúng ta sẽ gặp phải. Riêng về pin thì sẽ không được rồi, các bạn sẽ phải có dùng một thời gian rồi chúng ta mới có thể vòng ngược trở lại và đánh giá về cái phiên bản đó là pin có tốt hay không, hay là hiệu năng của nó như thế nào. Và mình cũng có chia sẻ với bạn những cái điểm số về hiệu năng về Grip Band 5 thì thực ra để chúng ta có thể tham khảo để so sánh thôi, chứ nó không đóng vai trò là một cái điểm cốt yếu để mà các bạn có thể đánh giá về một cái chiếc điện thoại hay là một cái phiên bản cập nhật hệ điều hành, tại vì nó phụ thuộc vào rất là nhiều những cái yếu tố khác nhau. Cho nên riêng về cái phiên bản này, lúc trước ở cái video trước mình lên thì mình có khen về nó một số những cái điểm mới cũng như là một số những cái điểm cải tiến về hiệu năng chẳng hạn. Tuy nhiên thì tới thời điểm hiện tại về pin thì mình sử dụng mình thấy không tốt và mình không thể nào mà mình chấp nhận được cái phần này được. Cho nên là các bạn không nên lên cái phiên bản này cũng đừng chửi mình nhé. Tại vì là như mình đã nói, mỗi khi có cái phiên bản cập nhật hệ điều hành mới, kể cả chính thức hay là một cái phiên bản demo, cái phiên bản dành cho developer thôi, thì Điện thoại Vui sẽ là kênh đầu tiên ở Việt Nam lên content về phiên bản này. Và mình sẽ chỉ chia sẻ về những cái tính năng mới hoặc là những cái lỗi nào mà các bạn nhìn vào các bạn sẽ biết thì mình sẽ chia sẻ. Còn những cái sâu xa hơn về pin, về hiệu năng thì mình phải dùng một thời gian. Ở thời điểm hiện tại cũng vậy, mình phải dùng một thời gian thì mình mới có thể feedback lại cho các bạn được những cái này nó có ngon hay không. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và nếu như thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.